vào hồng nha. Rồi mấy cháu hello hello. Say hello hello. Hello hello. Đi rồng ra. Đi rồng ra. Vì sao khóc? Nó thấy con người nó tưởng đấu. I love you so much. Lắc lư lắc lư lắc lư. Vui không? Có quà vui không? Dễ thương quá. Lập đi cạc chào con nhé. À con bà chào con. À bà chào con. Một trò chơi ẩu thơ. Nước suối trong thầm thì cỏ sẽ ô che nắng dâm mát đường em đi. Mấy cháu ăn ngon không? Dạ ngon. Mẹ ăn gì vậy? Hả? À, ăn bún hả? Trời ơi ngon quá. Gia đình Phật tử Đà Nẵng tặng quà cho các cháu trường tiểu học Trà Thanh. Bụi phấn rơi rơi có hạt bụi nào rơi trên bục giảng có hạt bụi nào hạt thêm đi con tóc thầy. Đó rồi con, là cháu nào chưa có ra về rồi thì gọi lại báo cho nhiều nhà trường. Rất là nhanh. Vỗ tay. Rồi. À, đây là thôn gì? Thôn gỗ. À, nhìn cái tên rất là mộc mạc dễ thương. Thôn gỗ, thôn vuông, thôn cát, thôn môn. Bốn cái thôn mà hồi sáng giờ đi là thấy rất là thương. Là đường rất là xa xôi mà khi mà lên đây rồi cảm giác là sương mù lạnh lắm, mà rất là lạnh, mà cái sương mù là các cháu phải cố gắng cho nó ấm một chút nghe. Bây giờ chúng ta cùng hát bài Bà Ba Thương Con được chưa? 2 3 Bà thương con vì con. Đúng rồi. Mẹ thương con. Đúng rồi. Vì con giống ba. Rất hay. Ở đây trời tối máu rồi mày. Lạnh ghê á. Đường đấy mà muốn đi. Mày đoan từ thiệu mà cũng muốn lên xe lớn lên cũng được này. Gửi chi về đó, gửi cái chi xuống đó. Gửi về cho mấy đứa cháu. Cái này là chè hả? À. Sau này cái gì sau này có bán được không? Cái gì không? Lúa. À lúa hả? Về cho mấy đứa nhỏ. Bánh. Đó đó, mấy đứa ảnh lấy đi. Ở đây đi.
quá. Ba chào các cháu. Con tên gì? Ân, con tên gì? Anh Nô, con tên gì? Con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba, cả nhà ta đều yêu thương nhau, xa là nhớ, nhìn nhau là cười. Con cò bé bé nó đầu cành tre, khi đi hỏi mẹ biết đi đường nào, khi đi em hỏi, khi về em chào, miệng em chung chiến, mẹ có yêu không nào. Rồi anh vô chụp. Ngồi đi đâu chụp nhiều cô, nhiều cô chụp cho mình. Nè, trưa mình ở đây gần nhà dân có nuôi bò, cháu bò gì mà nghe mùi phân phân này cô. Yêu cầu họ phải tránh xa cái khu học của các cháu cho nghe mùi phân của súc vật đó. Má chờ má xíu quá không thấy đường mà đi. Rồi thôn ở đây là thôn gì hè? Thôn cát. Ai về thôn cát mà xem có đàn trẻ nhỏ tung tăng cầm đèn. Xin chào cả nhà, chào cả nhà. Như Lân đang ở thôn cá xã Tí Ba Con, xã Trà Thanh và huyện Trà Bông, tỉnh Quảng Ngãi. Xinh đẹp, chúc nhìn cô bé đồng bà cô càng ngày càng mạnh khỏe, ăn nhiều máu lớn. Tạm biệt. I love you all. Rồi. Bye bye. Rồi. Phụ huynh định đón con. Em tới đón con về hả? Đón con về. Chú cha, em đi đón chị hay là anh về đây? Em đi đón anh. Em đi đón anh về hả? Rồi chứ. Rồi chứ, hết bệnh rồi. Cho bác phụ mì vậy. Xuống dưới đi là sáng dân rồi nè. Dễ thương đi. Ơi, bố mẹ tự đón các cháu về đấy hả?
À, mô rửa, xin mô rửa. Dễ thương chưa, dễ thương chưa. Chưa. Đấy về nhà sáng mà em. Đấy về nhà em xa không? À, gần à. Cố tâm đi tìm hình bóng đâu xa, Phật quanh ta ở nơi ta.